hello mọi người. Video ngày hôm nay thì mình sẽ quay để nhân dịp kỷ niệm không phải gọi là kỷ niệm, gọi là gì nhỉ? Gọi là để chúc mừng, để mừng việc mình đã đạt được 1 triệu subscribe trên YouTube. Sẽ có nhiều người hỏi rằng sao ở trên cái kênh này bạn nhìn thấy là số lượng subscribe như chỉ có mấy 100 mấy chục ngàn thôi mà sao mà đã lấy được nút vàng rồi, đúng không? Thì đây, nút vàng đây. Tin chưa? Bây giờ mình sẽ cắt cái nút này ra cho mọi người thấy nhá. Còn nguyên siêu được gửi từ mẽo sang. Bây giờ mình sẽ rạch ra để cho mọi người thấy là cái nút vàng bên trong là như thế nào nhá. Còn gì nữa? Hết rồi. Đây là thư chúc mừng của CEO của YouTube. Bà này tên là Susan Wojcicki. Okay, đây thì cho mọi người nhìn thì rõ hơn cái bức thư thì là nó như thế này. Còn mình rốt tiếng Anh cho nên là mình cũng không hiểu là cái tờ giấy này nó viết cái gì. Thì đây là cái nút bạc của chúng ta. Cái gì đây? Recognize your team. Cái này là ảnh. Người ta ghi rất rõ này. Một cái nút. Đây chắc là các loại phần thưởng khi mà mọi người đạt được một cái cột mốc subscribe nào đó. Thì mình đã lấy được nút bạc. Và cái này là cái nút vàng. Còn cái nút kim cương này là 10 triệu sub mới có được nhá. Cái này chắc mình còn lâu mê. Còn lâu mới mơ được. Thì đây là cái nút bạc của chúng ta. So với hai cái nút vàng, hai cái nút bạc mà mình nhận được từ lần trước thì cái nút vàng này nó có vẻ nó to hơn một tí. To hơn và dày hơn. Hai cái nút bạc lần trước mình nhận được thì mình đã để phòng cũ rồi cho nên là mình không mang nó ở đây được. Thì video ngày hôm nay là lần trước mình đã đăng một bài post ở trên tag cộng đồng là để chúc mừng cho việc để mừng việc mình nhận được 1 triệu subscribe, thì mình sẽ làm một cái video trả lời câu hỏi. Những bạn nào mà đang có ý định trở thành YouTuber giống mình thì có thể đặt câu hỏi và mình sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi đó ở trong cái video ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với một số chủ đề và câu hỏi đầu tiên. Cái video này là để dành cho những bạn nào mà muốn có hai nút bạc và một nút vàng giống mình thì các bạn có thể xem. Còn bạn nào mà muốn có kênh YouTube cỡ 5 triệu sub, 10 triệu sub thì các bạn có thể qua mấy kênh 5 triệu sub, 10 triệu sub để hỏi nhé. Mình chưa đạt đến cái level đấy cho nên là mình không biết. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Nên bắt đầu từ đâu ạ? Thì trước tiên là các bạn sẽ phải đi tìm một cái gọi là cái ý tưởng. Thì ý tưởng ở đây tất nhiên là các bạn sẽ không phải tung một cái là các bạn có ý tưởng ngay được. Mà kể cả các bạn có ý tưởng thì các bạn cũng chưa chắc gọi là có thể triển khai, đủ khả năng để triển khai nó thành cái video, đúng không? Thì đầu tiên là mình nghĩ các bạn sẽ phải xem thật nhiều video của các YouTuber khác. Phải xem thật nhiều nội dung của các YouTuber khác để biết xem cái ý tưởng của họ ban đầu nó là như thế nào, và sau đó họ triển khai thành một cái tác phẩm và họ đăng lên mạng như thế nào. Cái đấy thì mình cũng dựa theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì là ban đầu của mình, thời ban đầu của mình thì mình cũng xem rất nhiều video của các YouTuber khác. Câu hỏi thứ hai. Nên bắt đầu bằng chủ đề gì? Các bạn nên bắt đầu bằng một chủ đề mà các bạn cảm thấy yêu thích. Nhưng như là mình vừa nói ban đầu thì bạn sẽ phải, đầu tiên là bạn sẽ phải xem rất nhiều các loại nội dung và các chủ đề khác nhau để xem họ nói về cái gì. Và sau khi xem nhiều ấy thì bạn sẽ rút ra được là các bạn thích cái dạng nội dung như thế nào, dạng chủ đề nào và nội dung như thế nào. Nói tóm lại là các bạn nên bắt đầu bằng những cái chủ đề mà các bạn cảm thấy là mình yêu thích và hiểu rõ về nó. Câu hỏi tiếp theo. Không biết làm thế nào để có những lượt xem đầu tiên. Cái này mình nghĩ là bạn nên thay đổi cái câu hỏi lại một chút. Thay vì không biết làm thế nào để có những lượt xem đầu tiên thì các bạn nên đổi câu hỏi trở thành là không biết làm thế nào để tạo ra được những video đầu tiên thì nó hợp lý hơn. Tại vì các bạn phải có video thì khán giả họ mới biết được bạn là ai mà để mà xem video của bạn chứ, đúng không? Câu hỏi tiếp theo. Cách để có view cao. Để có view cao thì có rất nhiều cách. Cái thứ nhất là bạn
cái sản phẩm video của bạn đầu tiên là nó phải hay, và cái thứ hai nữa đó là các bạn có thể tìm cách kiếm view bằng cách chạy ads, có nghĩa là chạy quảng cáo ấy. Thì YouTube họ cho phép chạy quảng cáo ads ở trên Google ads, cái đấy thì bạn phải bỏ tiền ra. Mình nói thật là cách đấy cũng là cách để một cách để kiếm view, nhưng nói chung là cái cách chạy quảng cáo bằng Google ads nó không tốt cho lắm, nó không phải là cách tốt nhất, mình nói thật. Tại vì so với cái số lượng, cái số tiền vốn mà bạn bỏ ra để kiếm view ấy, cái số tiền các bạn bỏ ra so với cái lượng view mà bạn nhận lại, thực sự là nó cũng không đáng vào đâu cả. Cho nên là cách hay nhất đó là tạo ra một video hay. Tại vì hệ thống của YouTube bây giờ nó cũng khá là thông minh, nó có thể nhận ra được đâu là những video hay và chất lượng để nó đề xuất cho những người xem mới. Còn nếu mà các bạn đang làm một video mà nó chưa có được nhiều lượt xem ấy, thì có thể là video của bạn nó chưa hay. Hết chủ đề để nói thì sao ạ? Bạn biết đấy, cái nghề YouTube ấy, hay là nghề sáng tạo nội dung nói chung ấy, thật ra thì nó cũng là một dạng kinh doanh. Có nghĩa là mình đang sản xuất ra một cái nội dung, sản xuất ra một cái video để bán cho người xem. Khán giả ấy, họ sẽ giống như là họ mua cái nội dung của mình, và họ sẽ trả lại mình bằng thời gian của họ, không phải bằng tiền mặt mà là bằng thời gian của họ. Cho nên là những người làm sáng tạo nội dung như bọn mình ấy, nó giống như là một dạng kiểu kinh doanh rồi. Thì trong kinh doanh ấy, thì đây là hỏi này hỏi là hết chủ đề để nói rồi, thì việc này nó giống như kiểu là bạn đang kinh doanh một quán ăn. Hết chủ đề có nghĩa là bạn hết vốn. Mà khi kinh doanh thì hết vốn thì các bạn hiểu là như nào rồi, thì là đóng cửa, là dẹp tiệm, là nghỉ. Tiện đây thì mình có một lời khuyên cho một số bạn mới. Đấy là khi mà các bạn mới, các bạn chưa có kinh nghiệm ấy, thì các bạn cần phải chọn lọc thật. Cái này là mình nhắc lại thôi nhá. Chọn lọc thật kỹ những cái chủ đề và những cái nội dung mà các bạn sẽ định hướng cho kênh của các bạn sau này. Thì đối với những người mới thì mình nghĩ là các bạn nên tránh những cái chủ đề mình sẽ liệt kê ra sau này. Cái chủ đề cần tránh đầu tiên đó là về chính trị. Các bạn biết đấy, mình đang sống ở Việt Nam mà. Mình biết ở trên YouTube thì ở phương Tây ấy, mình xem rất nhiều kênh thì YouTuber họ nói về chính trị rất nhiều, nhưng đó là ở nước ngoài. Còn chúng ta là người Việt Nam, và các bạn đang làm video cho người Việt Nam xem, thì tốt nhất là đừng nói về chính trị. Tại vì động vào cái này rất là phức tạp. Cái chủ đề thứ hai đó là chủ đề về bạo lực. Mấy cái dạng video kiểu người trong giang hồ kiểu đâm chém nhau, rồi kiểu lạy mẹ con đi cứu bạn bè các kiểu, các bạn nên tránh ra nhá. Tại vì cái chủ đề đấy nó rất là dễ bị YouTube đánh gậy, và không cẩn thận là sập kênh ấy. Tiếp theo nữa đó là các loại chất kích thích, ví dụ như là ma túy, hoặc là một số các loại rượu, hay là thuốc lá, hay là cỏ. Cái đấy tránh ra. Cái đấy thì không chỉ YouTube nó sẽ phá sập kênh của bạn đâu, mà là có thể là bạn sẽ được các chú công an mời lên phường uống nước chè đấy. Chủ đề tiếp theo đó là bóc phốt và kêu gọi tẩy chay một ai đó. Cái này mình phải nói luôn, cái chủ đề bóc phốt và kêu gọi tẩy chay một ai đó, hay thậm chí là tẩy chay một cái cộng đồng nào đó, đó là một cái chủ đề luôn luôn không bao giờ nên làm ở trên YouTube. Cái đó thì thực tế thì nó cũng trong tùy trường hợp. Bởi vì trên thực tế là có những cái bài phóng sự hay những cái thời sự đưa tin về một số những nhóm người, hay là một số một cá thể nào đó có một cái hành động không đúng chuẩn mực đạo đức, thì họ sẽ đưa tin ở trên một số bản tin thời sự và họ trình chiếu trên YouTube. Cái đấy thì mình không nói, bởi vì họ đã là một cái kênh thời sự mang tính chuyên nghiệp, và họ đã có kinh nghiệm lâu năm ở trong này. Đưa ra những cái bài, những cái dạng nội dung như vậy thì có thể là họ sẽ có cách để họ xử lý nó chuyên nghiệp hơn. Còn đối với những người mà, những cái bạn mới như các bạn ấy, như chúng ta chẳng hạn, thì đây là một cái nội dung cực kỳ không nên làm trên YouTube. Tại vì xét về góc độ nào thì bóc phốt là kêu gọi tẩy chay, hay là làm cái gì đó, hay là làm một cái gì đó, thì dù nó đúng hay sai thì nó vẫn mang lại cho người xem một cái nguồn năng lượng tiêu cực. Đối với những người mới như chúng ta thì các bạn nên sáng tạo ra những dạng nội dung mà nó có tính tích cực, thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc phát triển kênh lâu dài sau này. Chủ đề tiếp theo mà các bạn cần tránh thì chủ đề tiếp theo mà các bạn cần tránh đó là chủ đề nói về tình yêu, hay là việc hẹn hò với người khác giới, kể cả đồng giới cũng được. Vì sao các bạn nên tránh cái chủ đề này? Tại vì cái thứ nhất đó là YouTube nó làm rất gắt cái chủ đề này. Thường thì những cái kênh nội dung mà nói về việc tình yêu hẹn hò ấy, YouTube sẽ bị YouTube tắt kiếm tiền với một cái lý do rất là chung chung, đó là
thảo luận về cảnh thân mật hoặc là thảo luận về tình dục. Có thể là nội dung của các bạn nói về một mối quan hệ nào đó nó không đến cái mức mà gọi là nó đen tối như kiểu về tình dục đâu, nhưng thường thì YouTube họ không quan tâm nhiều, kiểu họ đánh giá rất là chung chung. Và đôi khi khi mà các bạn làm về những cái nội dung này, các bạn bị tắt kiếm tiền một cách rất là oan uổng. Với lại hơn nữa thì những kiến thức về tình yêu thì mỗi người nó lại một kiểu. Thi thoảng các bạn chia sẻ thì được, chứ còn nếu mà các bạn phát triển nguyên một kênh để chỉ nói về tình yêu và hẹn hò thì mình nghĩ cái đấy là nó không nên. Và có thể là sau này nó về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng xấu đến, có thể là ảnh hưởng đến cả chính hình ảnh và con người của bạn ở ngoài đời luôn đấy. Cho nên là những cái đối với những người mới thì chủ đề về tình yêu hay là như thế nào thì tránh ra. Cuối cùng đó là có hình ảnh trẻ em gắn liền vào đó, không nên. Để mình nói rõ hơn nhá, khi mà mọi người quay một cái video ấy thì tuyệt đối tránh, đừng để trẻ em nó lọt vào khung hình. Tất nhiên là vẫn có một vài kênh YouTube hay là những một vài cái người sáng tạo nội dung họ vẫn cho con của họ vào trong video hoặc là kiểu cho trẻ em vào ấy. Thông thường ấy thì ví dụ như kiểu mấy bà mẹ bỉm sữa hay là mấy ông bố thì thường là ví dụ đang làm một cái video nấu ăn hay là sửa chữa lắp ráp một cái gì đó thì thường thường bảo con mình là con ơi vào lấy hộ bố cái này, vào lấy hộ mẹ cái này, đúng không? YouTube nó thường sẽ đánh giá cái video đấy là đó là kiểu lạm dụng trẻ em, và nó sẽ tắt kiếm tiền kênh của bạn. Nó sẽ không đánh sập kênh của bạn, tại vì cái đó để đánh sập kênh thì nó cũng hơi nặng, nhưng mà nó sẽ tắt kiếm tiền kênh của bạn. Thì thường là trước khi mà mỗi khi mà bạn đăng một cái video nào đó trên YouTube ấy, thường là nó sẽ có một cái câu hỏi: trong video này có sự xuất hiện của trẻ em hay không? Nếu mà trong video của bạn có sự xuất hiện của trẻ em thì bạn cứ tích vào cái ô đấy là có sự xuất hiện của trẻ em. Nhưng mà thường thì những cái video mà xuất hiện trẻ em bên trong ấy, nó kiểu kiểm duyệt rất là gắt. Và đối với những người mới như chúng ta ấy, thường chưa có kinh nghiệm để xử lý đối với những cái trường hợp như vậy, thì tốt nhất là các bạn đừng để trẻ em nó dính vào video nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo đó là: làm thế nào để sáng tạo ra nội dung riêng và phù hợp với người xem ạ? Câu hỏi này nó cũng hơi bị chung chung. Để mình sửa lại cái câu hỏi này của bạn một chút nhé. Đó là thay vì các bạn hỏi câu là nội dung nào phù hợp với người xem, thì các bạn hãy sửa đổi lại một chút, đó là cái nhóm khán giả mà các bạn đang hướng tới đó là ai. Ví dụ như mình đi chẳng hạn, thì các bạn theo dõi mình từ hồi đầu làm video thì các bạn biết là chủ đề ban đầu mà mình làm đó là ban đầu về mình làm đó là mình làm về mỹ thuật và vẽ tranh, đúng không? Thì đương nhiên là cái tệp khán giả đầu tiên của mình, cái tệp khán giả mà mình hướng tới chắc chắn là những người kiểu yêu mỹ thuật và đã là những người đã học vẽ rồi, đúng không? Đó, thì tương tự như vậy, nếu mà bạn có khả năng về âm nhạc thì bạn có thể làm video hát hò, nội dung về kiểu dạy thanh nhạc, dạy mix nhạc, sử dụng các phần mềm thu âm hay là như thế nào đó. Và cái đối tượng mà cái kênh của bạn hướng tới đó là những người có cùng đam mê và sở thích âm nhạc với bạn. Kiểu mấy bạn con gái thì thường thích là trang điểm hay là kiểu nói về việc kiểu gọi là kênh gì nhỉ? Những cái dạng nội dung mà kiểu vừa trang điểm vừa chia sẻ về kiến thức mỹ phẩm ấy thì người ta gọi là kênh beauty thì phải, đúng không? Đại loại thế. Hoặc là bạn là người kiểu thích đi du lịch thì các bạn có thể, thì nội dung riêng của các bạn đó sẽ là đi du lịch, đi trải nghiệm, đi khám phá gì đó, và dành cho những cái đối tượng khán giả rất thích đi du lịch và đi trải nghiệm như bạn. Ví dụ như mình là một khán giả thường xuyên của mấy kênh du lịch này, sở thích nấu ăn chẳng hạn, thì các bạn có thể làm chuyên một kênh chuyên về dạy nấu ăn và hướng đến khán giả là những có người có cùng đam mê và sở thích với bạn. Thì ở trên YouTube thì mình thấy cái đối tượng khán giả, cái dạng nội dung mà nó có thể phổ biến đến nhiều nhóm khán giả nhất là làm các dạng nội dung như kiểu về gây sốc, nghịch ngợm hoặc là thí nghiệm cái gì đó. Tại vì thường thì người ta những cái mà kiểu nó lạ ấy, thì người ta sẽ tò mò, người ta xem nhiều mà, đúng không? Và thường thì nó những cái dạng nội dung như thế này nó không nhắm đến cái đối tượng nào cụ thể cả, bởi vì nó không mang tính kiểu chuyên ngành ấy. Thì thường thì những người ta xem chỉ gọi là để giải trí thôi. Và nếu mà các bạn thành công được ở cái mảng giải trí như vậy, kênh của các bạn sẽ cực kỳ lớn. Tiềm năng của những cái kênh mà làm video theo cái dạng giải trí như vậy thường có tiềm năng rất lớn. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn là những người kiểu mới bắt đầu ấy, thì các bạn nên bắt đầu với những cái chủ đề và xác định chủ đề mà các bạn nắm rõ được, có niềm đam mê với cái chủ đề đó, và nhắm đến những cái đối tượng nội dung cụ thể trước đã.
Và làm thì làm cái gì thì làm cho nó kiểu cho nó tới nơi thì chốn. Thì như vậy thì các bạn sẽ có được một cái lượng khán giả, gọi là một lượng khán giả trung thành. Và sau này khi mà các bạn đã chán cái chủ đề về hiện tại các bạn đang làm rồi, các bạn không còn đam mê với cái loại chủ đề đấy nữa, và các bạn muốn di chuyển sang dạng chủ đề khác, thì cái lượng khán giả trung thành đấy họ vẫn ở lại bên bạn và họ vẫn tiếp tục ủng hộ bạn khi mà bạn làm về dạng chủ đề mới. Còn nếu mà các bạn mới làm mà các bạn đang nghĩ đến tính đến việc có một kênh kiểu triệu view, hàng chục triệu view, thì thực sự thì cái ý tưởng đấy nó không thực tế. Và mình nghĩ là mọi người nên đi chậm chậm thôi. Đi chậm rồi sau này nhanh dần thì nó sẽ an toàn hơn. Làm thế nào, làm cách nào để kênh trở nên nổi bật và lôi cuốn người xem? Cái này thì để giải thích trong một câu nói thì không thể giải thích được trong một câu nói. Chỉ có cách đó là làm video hay hơn thôi. Cái công việc làm video này này, bản thân mình là một họa sĩ nên mình hiểu. Cái công việc làm video này nó cũng giống như là cách như là vẽ tranh. Có nghĩa là mỗi một họa sĩ sẽ có một cái phong cách vẽ tranh và các dạng nét vẽ khác nhau, thì cái cách làm video nó cũng vậy. Nó cái cách edit video của bạn, có thể là người này có cái cách edit kiểu video cái nhịp nó khá là chậm, nhưng người kia thì lại có cách có phong cách edit video nó nhanh, hoặc là nó chuyển cảnh nhiều, nó lôi cuốn người xem. Thay vì bạn hỏi làm cách nào để trở nên nổi bật và lôi cuốn người xem, thì các bạn hãy đổi lại câu hỏi đó là làm cách nào để bản thân bạn trở nên khác biệt so với những cái kênh, so với những YouTuber khác. Nói thế nghe hơi chung chung nhỉ, nhưng mà để ví dụ thế này nhá, ví dụ như là một bây giờ bạn cùng làm một cái video kiểu dạng hướng dẫn làm bánh ngọt đi chẳng hạn, thì thường thì đa số những cái kênh kiểu dạy nấu ăn ấy, họ sẽ hướng dẫn là các bạn sẽ phải đầu tiên là phải đập trứng này, rồi tách lòng đỏ lòng trắng ra này, rồi đánh bông lòng trắng trứng lên này, thì kênh nào họ nói như vậy thôi đúng không? Nhưng mà riêng kênh bạn chơi kiểu khác đi, bạn có thể hướng dẫn người xem cách dạy làm bánh, đó là ném thẳng ba quả trứng vào trong cái bát rồi đập đánh luôn nguyên cả bột lẫn vỏ. Có thể là nó hơi tào lao tí nhưng mà trên thực tế là nó cũng đã khác với những cái kênh khác rồi đúng không? Thì khi mà người xem họ thấy lạ thì họ sẽ để ý đến cái kênh của bạn và ấn tượng với bạn nhiều hơn nhá. Đây là ví dụ để cái cách các bạn trở nên khác biệt. Đại loại là nếu mà các bạn làm được cái gì đó, cái phong cách của bạn nó trở nên khác biệt với những kênh khác, thì tự nhiên là khán giả họ sẽ để ý đến bạn nhiều hơn, và họ sẽ thay vì xem kênh của đối thủ, họ sẽ tràn qua kênh của bạn để xem video của bạn. Nhưng mà nhớ làm cách nào đó thì khác biệt theo một cái cách nào đó nó tích cực, chứ đừng có làm theo kiểu nội dung tiêu cực. Ok, đó, câu hỏi tiếp theo. Làm thế nào để video đầu tiên có thể tiếp cận được rộng rãi với người xem? Và có hiểu là bạn hỏi cái câu này nó giống như là bạn đang hỏi mình là làm thế nào để bán được 1 tỷ gói mè chỉ trong một đêm. Bạn thử nghĩ mà xem, bạn đang là một người vô danh, chưa có ai biết bạn là ai, mà đột nhiên đùng một cái tự nhiên có một nhóm khán giả rộng rãi biết đến bạn chỉ sau một video. Các bạn thấy cái điều này nó quá vô lý đúng không? Câu hỏi này nên được sửa đổi là làm thế nào để video có thể tiếp cận được với người xem. Đầu tiên là các bạn phải làm video đã, mình đã nói rồi. Đầu tiên là các bạn phải học làm video hay, cách edit có sự riêng biệt, cách edit và cái phong cách truyền tải nội dung nó có sự riêng biệt. Lúc đó khán giả tự khắc họ sẽ biết đến bạn. Và tất nhiên là không phải đùng một cái là khán giả họ mầm họ đổ và họ xem bạn như kiểu là một ngôi sao nổi tiếng, không có chuyện đấy đâu. Mà là nó sẽ kiểu nó rất là từ từ. Một vài người, xong một vài người đấy thấy video của bạn hay, họ sẽ chia sẻ cho người thân hoặc bạn bè của họ xem cùng. Và sau đó là những cái người mà họ đã biết đến cái video của bạn rồi, họ sẽ chia sẻ cho càng ngày càng nhiều người. Và cái nhóm khán giả của bạn nó sẽ từ từ nó nhiều lên. Nói chung nó là một cái quá trình nó lâu vãi lìn luôn, chứ không có cái chuyện nổi tiếng như sau một đêm đâu nha. Làm thế nào khi mới lập kênh mà có được người xem, và nếu đợi thì đợi khoảng bao lâu ạ? Sao có rất nhiều người kiểu mấy bạn này chắc kiểu thường thì những người mà chưa làm YouTube bao giờ họ hỏi những cái câu kiểu nó mang tính chất nó rất là giống nhau ấy. Cái câu hỏi này cũng gần giống cái câu trước. Cái thứ nhất là khi mà mới lập kênh thì các bạn chắc chắn chưa thể có người xem được. Sorry khi mà phá tan cái giấc mơ của bạn nhé. Nói chung là khi mà bạn mới lập kênh chắc chắn bạn không có lượt xem. Và các bạn hãy hỏi là và nếu đợi thì đợi được bao lâu ạ? Mình chả hiểu là bạn đợi cái gì? Bạn đợi khán giả họ khám phá ra kênh của bạn để họ follow bạn, nó không có chuyện đấy. Và để trả lời cho cái câu hỏi như thế này này, thì mình nói rồi, các bạn phải làm video
video đầu tay, nhưng một vài video đầu tiên của bạn chắc chắn là nó chưa thể hay được, đảm bảo luôn. Và các bạn sẽ cần có một cái quá trình, có nghĩa là luyện tập đi luyện tập lại cho đến khi nào mà cái video của bạn nó tốt hơn. Và mình cũng nói ngay từ đầu rồi là hệ thống đề xuất của YouTube nó khá là thông minh và nó biết cách đề xuất nào những cái video chất lượng, những cái video hay cho khán giả xem, và đến lúc đó khán giả họ sẽ biết đến bạn. Thay vì hỏi cái câu là nếu đợi thì đợi khoảng bao lâu ạ, thì các bạn nên hỏi cái câu đó là sẽ phải luyện đến bao giờ thì mình mới có thể có khả năng để làm video hay hơn. Cái câu hỏi đấy nó đúng hơn nhé. Câu hỏi tiếp theo: máy quay nào tốt nhất ạ? Máy quay nào tốt nhất ạ? Có rất nhiều. Đối với những bạn, cái này là mình chỉ khuyên cho mấy bạn mới làm thôi nhá. Thường thì khi các bạn mới làm ấy, các bạn chưa cần phải có những cái dạng kiểu thiết bị đắt tiền hay là gì đâu, mà các bạn có thể quay phim bằng chính cái iPad này hoặc là cái điện thoại của các bạn là được rồi. Thông thường thì điện thoại, bây giờ điện thoại nào chẳng có camera đúng không, thì các bạn có thể quay vlog bằng cái điện thoại bình thường được rồi. Nếu mà các bạn đang có kiểu có một cái suy nghĩ vào ui làm YouTube là phải đầu tư vào máy quay xịn này, hình ảnh phải đẹp này hay là như thế nào đấy thì mới có người xem, thì các bạn nhầm. Đôi khi mình biết nhiều kênh YouTube họ có những cái chất lượng video họ quay rất là tệ, nhưng mà video họ vẫn vài triệu view bình thường. Hoặc là những cái kênh YouTube mà nói về những cái chuyên dạng nội dung về du lịch travel như mình nói ban đầu ấy, mà mình hay theo dõi ấy, thì thường không phải lúc nào họ cũng, những cái người sáng tạo nội dung họ cũng có khả năng mang theo một cái, những cái máy ảnh nó to, mà những cái kiểu như là vô tình họ đi trên đường họ bắt gặp được một cái cảnh gì đó nó giật gân ấy, thì họ sẽ phải rút ngay điện thoại ra để quay. Và chất lượng, đương nhiên là chất lượng quay video của điện thoại nó không thể bằng được máy ảnh rồi, nhưng mà thường thì những cái camera được trang bị trên điện thoại ngày nay nó cũng khá là tốt. Và để làm một cái nội dung nó bình thường thì cái camera của điện thoại nó hoàn toàn đủ đáp ứng được nhu cầu của các bạn nha. Cho nên là không cần phải có thiết bị đắt tiền hay là gì đâu. Còn khi mà sau này bạn quay quen rồi, hay là quay kiểu có một khán giả rồi, có kênh xây dựng được một lượng khán giả cũng tương đối rồi và bắt đầu có doanh thu rồi, thì các bạn có thể nâng cấp lên để mua những cái máy ảnh đắt tiền để cho chất lượng hình ảnh nó đẹp hơn. Những dụng cụ để bắt đầu và cái giá quá đắt của nó, như máy quay. Như mình nói rồi, máy quay nó không quá đắt đâu. Tất nhiên là máy quay nó cũng có nhiều kiểu. Nhưng mình nhớ là ban đầu, cái hồi mà mình mới bắt đầu ấy, thì mình thường là mình bắt đầu mình quay bằng điện thoại. Sau đó thì mình đầu tư ra 6 triệu để mua một cái máy ảnh Canon M10. Loại này hình như là hồi đấy mình mua là có rơi vào 6 triệu rồi. Loại này giờ hình như là nó không sản xuất nữa rồi. Sau đó thì khi mà mình quay dùng cái Canon M10 đấy cho đến khi kênh của mình được tầm khoảng, hình như được khoảng 30.000 người đăng ký, thì mình bắt đầu chuyển thành đổi. Mình bắt đầu chuyển sang sử dụng cái máy này. Máy này gọi là máy Canon gì đây? Canon 750D. Mình mua cách đây 3 năm rồi, giờ mình cũng ít khi dùng cái này. Và còn cái máy mà mình đang quay cho các bạn xem đây là cái Sony ZV-1. Cái này là mình chuyên dùng để quay khi mà mình đi ra ngoài. Thì cái Sony ZV-1 này nó khá là nhẹ, nhỏ và tiện để khi mà mình đi quay ký họa bên ngoài trời. Cái Sony ZV-1 này là mình đã sử dụng để quay hai cái video mà các bạn đã xem. Hình như là một cái mình quay ở Hồ Gươm, một cái mình quay trong Sài Gòn vậy. Là mình đã dùng cái Sony ZV-1 này. Thì đó là đồ nghề. Còn hiện tại thì mình đang làm phim hoạt hình, cho nên là mình cũng ít khi quay vlog như thế này lắm, mà chủ yếu là mình phải vẽ thôi. Còn nếu bạn hỏi là nếu mà nên sử dụng máy quay nào để nó tốt, thì máy quay, xác định là máy quay phim, thì triệu cũng có, mà tiền tỷ cũng có. Quan trọng là cái nội dung của bạn nó sáng tạo ra là như thế nào thôi. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo: tổng chi phí mua mic, máy quay các thứ để làm video thì hết bao nhiêu ạ? Nếu mà bạn hỏi cái chi phí của mình đã từng bỏ ra cho cái công việc này là bao nhiêu, thì nếu mình tổng hợp lại thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng vài trăm triệu đấy. Tại vì thường thì nghe thì những bạn nghe mới bắt đầu nghe vài trăm triệu nghe có vẻ ôi hốt, chắc là kiểu phải đầu tư lớn như thế, ôi chắc không làm đâu. Nhưng không phải, mình vừa nói rồi, cái thủa bắt đầu mình cũng giống như các bạn thôi. Mình làm gì có tiền, mình cũng chỉ mua bắt đầu bằng những cái máy quay rất là nhỏ, mic còn chả có. Và cái máy Canon M10 này còn chả có lỗ để cắm mic cơ. Thì hồi đấy là mình sử dụng một cái mic gọi là cái mic cài áo. Nếu như bạn nào mà hay xem lại những cái video hồi đầu tiên mình làm ấy, thì bạn phải có một cái mic mà mình cài áo đấy đúng không?
Mình mua là mình nhớ là mình mua ở trên Shopee hình như là 100 mấy chục nghìn ấy. Ừ, cái mic đấy. Xong một cái laptop để dựng phim thì hồi đấy mình dùng cái laptop. Laptop là laptop Windows đều. Hình như là cái máy đấy hình như là có 10 triệu. Cộng thêm với cái máy ảnh nữa thì 6 triệu nữa, thì hồi đấy là mình đầu tư vào cái công việc này cũng rơi vào tầm mười mấy triệu. Không nhiều. Mười mấy triệu là đầu tư trong một công việc thì đấy không phải là nhiều. Và đấy là cái mức chi tiêu và cái cách đầu tư của mình thôi. Còn nếu các bạn làm thì các bạn có thể cũng sẽ đầu tư theo cái khả năng kinh tế của các bạn. Nhưng mình chỉ muốn nói ở đây mình chỉ muốn nói một điều, đấy là các bạn không cần phải có một số vốn quá lớn để bắt được cái công việc này. Câu hỏi tiếp theo, anh học các kỹ năng edit từ đâu ạ? Mình phải nói thật với các bạn, mặc dù là mình nhiều người biết rằng mình đã từng học trường mỹ thuật công nghiệp ra, đúng không? Nhưng trên thực tế là mình không hề biết làm bất kỳ một cái phần mềm nào, kể cả Photoshop. Thì cái kỹ năng edit mình học được ấy, thì là mình bắt chước những cái cách edit của những YouTuber mình hay xem. Thì cái thủa đầu tiên thì mình làm nội dung về vẽ thì nó chỉ đơn giản là vẽ một bức tranh xong rồi quay lại cái quá trình vẽ đấy rồi tua nhanh lên như là cái video đầu tay ở trên cái kênh đấy. Thì cái đấy nó cũng khá là đơn giản, chỉ cần tua nhanh video lên thôi thì cái cách edit đấy nó rất là đơn giản và nó cũng không cần phải học hỏi nhiều. Nhưng về sau này thì mình bắt đầu chuyển sang làm vlog thì mình biết mình cần phải có một vài cái kỹ năng gọi là edit nó kiểu nó màu mè hơn một tí, phải biết cắt cảnh, phải biết ghép chữ các kiểu. Nói chung là cái quá trình học edit của mình nó cũng diễn ra rất là từ từ, có nghĩa là mình học nó từ những cái phương pháp căn bản cho đến những cái nâng cao và cho đến bây giờ mình có thể làm được hẳn một tập phim hoạt hình. Đó, thì mình nói chung là mình học nó rất là từ từ, nó không phải đùng một cái là mình đã trở thành mẹ pro hay là như nào đâu. Thì mình nghĩ là các bạn cũng vậy. Thì đối với những cái bạn mà kiểu mới làm ấy thì thường trong video thì thường các bạn nói chuyện với camera này nó cũng chưa gọi là tự tin. Và thường khi mà bạn nói nó sẽ có những cái trong quá trình edit ấy, nó sẽ có những cái gọi là những cái kiểu các bạn nói thừa ấy, hay là các bạn cố tình thêm những cái đoạn gọi là nó kiểu meme ở trên mạng và cho nó cảm giác nó hài hước ấy. Đối với tùy từng người xem thì họ cảm thấy những cái đoạn như thế nó hài hước, nhưng mà cũng có người xem họ thấy chả thấy hài hước thế nào. Mình xem những cái video nào mà chèn những cái meme và mình cực kỳ khó chịu. Thì khi mà các bạn làm lâu dài, các bạn sẽ tự nhận ra được là cách edit nào là phù hợp và làm thế nào để cho cái video của mình nó mạch lạc, nó ngắn gọn mà nó vẫn đủ ý. Thì nói câu xưa như trái đất rồi, đó là chỉ có luyện tập mới làm mọi thứ hoàn hảo được. Câu hỏi tiếp theo, bí content và không biết edit. Thật ra thì làm một cái công việc kiểu sáng tạo nội dung như thế này ấy, nó cũng giống như là nó cũng cần một cái gọi là cái năng khiếu ấy. Tại vì thường thì những cái người mà thiên về hoạt động sáng tạo ấy, thường họ sẽ nghĩ ra một cái nội dung mới rất là nhanh. Đổi lại cũng có những người họ không có cái năng khiếu về cái việc sáng tạo như thế, thì không có nghĩa là họ không thể làm sáng tạo nội dung được, nhưng mà họ phải luyện tập. Có nghĩa là các bạn sẽ phải, những cái người mà không có năng khiếu về việc sáng tạo ấy, thì họ sẽ phải nghe nhiều, đọc nhiều, xem nhiều những cái nội dung của người khác. Khi mà làm về lâu dài thì các bạn có thể tìm ra được một cái phong cách cho riêng mình, chắc chắn là như vậy. Thì đó, thì cô đọng xúc tích lại thì bí content thì suy nghĩ nhiều, xem nhiều vào. Còn về việc bạn không biết edit thì bạn phải học thôi. Như mình hồi đầu mình đâu biết làm đâu. Có số người đăng ký là bao nhiêu thì YouTube mới bật kiếm tiền ạ? Thời mình làm thì YouTube, cái luật của YouTube, cái thời này thì mình không biết, bây giờ thì mình không biết. Nhưng mà cái thời của mình, cái hồi mà mình mới làm ấy, thì thường là YouTube nó sẽ yêu cầu rơi số người đăng ký là phải là 1.000 và số giờ xem phải là 4.000 giờ thì YouTube họ sẽ xem xét để cho bật kiếm tiền lên cho kênh của bạn. Để mới chỉ gọi là xem xét thôi, còn lại họ sẽ gì soát xem là xem những họ sẽ xem xét là thứ nhất là cái nội dung của bạn trong kênh của bạn đã đăng lên nó có phải là nội dung của bạn tự sáng tạo ra hay không, hay là bạn đi re-up video của người khác. Xem lại, xem là trong quá khứ cái kênh YouTube của bạn nó đã từng bị dính bất kỳ gậy bản quyền nào chưa, hay là gậy tiêu chuẩn cộng đồng nào chưa. Đéo vậy nhở. Đó, nếu mà bạn kênh của bạn đã từng có tiền sử đi re-up video của người khác và bị dính gậy bản quyền từ cái người chủ của video, hay là và đã từng bị YouTube đánh gậy cộng đồng ấy, thì mình nghĩ là cái cơ hội để các bạn được bật kiếm tiền nó rất là khó.
Thu nhập từ YouTube thì lấy về kiểu gì nhỉ? Chuyển khoản. YouTube họ sẽ chuyển khoản số tiền quảng cáo về cho về tài khoản ngân hàng của các bạn hàng tháng. Thường thì nó sẽ tổng kết tháng này, tháng trước bạn đã kiếm được vào bao nhiêu, là nó sẽ cái ngày tổng kết ấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ ngày 9 cho đến ngày 15. Còn cái ngày mà họ chuyển khoản tiền về tài khoản ngân hàng của bạn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ ngày 21 cho đến ngày 26. Thật ra là có những cái hôm, có những tháng là tận đến ngày 29, ngày 30 mình mới nhận được. Thì thông thường, nhưng mà thông thường thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng ngày 21, ngày 22. Làm sao để lấy tiền từ đây qua Visa hả anh? Loa, đây câu hỏi này thì mình cũng trả lời luôn. Thì cái hành trình mà lấy được tiền từ YouTube nó không phải là cái hành trình kiểu dễ dàng gì. YouTube họ có thể là họ sẽ xét duyệt là kênh của bạn đủ điều kiện để bật kiếm tiền rồi đúng không? Nhưng mà họ sẽ phải qua thêm một bước xác minh nữa, đó là bạn phải có tài khoản Google AdSense. Cái tổng kết từ ngày 9 cho đến ngày 15 ấy, tiền tổng kết nó sẽ chuyển vào cái tài khoản Google AdSense. Và cho đến ngày 21 cho đến ngày 26 ấy, ngày 25 ấy, thì tiền từ Google, tài khoản Google AdSense đấy nó mới chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn. Thì để mà kích hoạt được cái tài khoản Google AdSense đấy thì các bạn sẽ cần phải có một cái mã gửi từ bên Google, từ bên Mỹ về gửi về cho bạn. Họ sẽ không cho các bạn xác minh kiểu qua điện thoại, kiểu qua điện thoại tin nhắn như này đâu, mà họ sẽ gửi đúng một cái phong bì bị chứa một cái mã số từ bên Mỹ về. Mà các bạn biết đấy, cái phong bì nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng cái iPad thôi, chuyển từ bên Mỹ về, cho nên là nó cực kỳ dễ bị thất lạc. Mình đã hỏi những cái người mà kiểu đã từng lấy được tiền từ YouTube kiểu xác minh như vậy ấy, thì có những người phải yêu cầu đi yêu cầu lại 2-3 lần họ mới lấy được cái phong bì đấy, và có người là mất luôn cái phong bì đấy, không lấy lại được. Bị mất mà không nhận được cái phong bì đấy ấy, thì Google nó sẽ có cách để cho các bạn xác minh trực tuyến. Đéo mẹ xong sao không làm ngay từ đầu cho người ta đỡ mệt đúng không? Thì nhưng mà cách mà hay nhất ấy, đó là bạn phải cố gắng làm sao để lấy bằng được cái phong bì nó chứa cái mã số xác minh cái tài khoản AdSense đấy của bạn. Và bạn nhập cái mã số đấy vào cái tài khoản thì Google nó sẽ kiểu tinh, các bạn được nhận tiền, đủ điều kiện nhận tiền từ tài khoản AdSense, và từ thế cứ đến cuối tháng là tiền nó sẽ tự động đổ về tài khoản cho bạn. Nói chung là ở bản thân mình thì mình phải yêu cầu đến hình như là mấy lần ấy, 2-3 lần gì đấy. À mà nhớ là nếu mà làm tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ YouTube thì nhớ làm tài khoản thẻ Visa nhá. Nó là thẻ thanh toán quốc tế chứ đừng làm thẻ ngân hàng bình thường. Làm sao để trở thành một YouTube mà ai cũng thích và ít người ghét ạ? Ở cái câu hỏi này nó có hai vế này. Cái ít người ghét thì cách để làm cho ít người ghét thì nó cũng dễ thôi. Bạn làm một cái kiểu nội dung nó tích cực một tí và nó không mang kiểu đừng có làm những cái gì mà kiểu làm cho người ta cảm thấy ngứa mắt thì họ cũng chả có lý do gì để mà ghét bạn. Nhưng mà để trở thành một YouTuber mà ai cũng thích thì đó là điều không thể. Bởi vì chúng ta không thể sống làm sao cho vừa lòng tất cả mọi người được. Đặc biệt là trong cái công việc như thế này thì nếu bạn nổi tiếng ấy thì chắc chắn là sẽ có những người không ưa bạn. Cái này bạn không thể tránh được. Và cái cách duy nhất mà các bạn có thể xử lý cho cái việc này đó là tập trung vào những người mà họ còn đang ủng hộ và yêu quý mình. Và cái lời khuyên của mình ở trong cái trường hợp này đó là thay vì tập trung vào những cái người mà gọi là cái khán giả họ không thích mình ấy, kiểu anti fan ấy, thì thay vì tập trung vào những cái đối tượng như vậy, các bạn nên tập trung vào những khán giả mà họ yêu quý mình và ủng hộ mình. Làm sao để tránh được tiêu cực và những comment toxic ấy? Các bạn không thể tránh được những cái comment tiêu cực và toxic, đặc biệt là trong cái công việc này. Cách duy nhất mà các bạn có thể tránh được cái cảm giác tiêu cực ấy, cách sửa đổi duy nhất đó là sửa đổi chính bản thân bạn. Thì mình nói thẳng luôn, cái thời điểm mà mình bị một số người bóc phốt vì việc bắt chước Oversimplify khi mà mình mới chuyển sang cái mạng lĩnh vực về làm về lịch sử này, thì nói chung là bọn nó bóc phốt mình và chửi bới mình đủ các kiểu, không thiếu một cái gì hết. Có nghĩa là chúng nó làm video trên YouTube thì nó chửi này, chúng nó đưa mình lên các diễn đàn hội nhóm trên Reddit này, nước ngoài này, và hẳn kênh YouTube của Oversimplify bảo ê, ở Việt Nam tao có thằng bắt chước mày kìa, xong rồi trên Facebook này, rồi các kiểu, nói chung nó không thiếu một cái gì. Và khi mà mình, mà mọi việc nó chưa dừng lại ở đấy, mà đến cái mức mà khi mà mình ra bất kỳ một cái video mới là chúng nó bắt đầu là chúng nó xăm soi, nó xăm soi này, soi mói này,
bắt bẻ từng câu nói một ở trong cái video mình đã nói những cái gì. Bọn nó làm đủ tất cả mọi cách để nó chứng minh mình là người xấu và tìm cách để dẫn dắt cho khán giả làm sao để họ tẩy chay mình. Tất nhiên là mình gặp được những cái chuyện như thế, mình bảo là mình vui thì nó cũng không hẳn. Mình thấy nói chung là cũng hơi bực mà thấy nó cũng gọi là hơi buồn cười. Tại vì mình cũng không thể nghĩ là sao trên đời này có những người kiểu họ bị kiểu rảnh rỗi đến cái mức đấy. Thì để làm, mình đã làm thế nào để mình vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực đấy thì mình đã nói rồi. Mình chỉ tập trung vào những người mà kiểu họ khán giả, họ yêu quý mình. Thường thì trong một video ấy, bên cạnh những cái bình luận tiêu cực nó chửi với mình thì vẫn còn vẫn thiếu gì người họ vẫn đang ủng hộ và khích lệ mình. Và đặc biệt là cái số mà người mà ủng hộ mình nó lại là số đông. Cho nên là đối với mình cái việc đấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý. Và hơn nữa cái việc mà chúng nó kiểu đăng bài kiểu xúc phạm mình nó diễn ra ở trên internet, thì một khi mà mỗi khi mà mình đi ngủ hay là mình đi đâu đó mình kiểu cảm thấy mệt mỏi quá, mình vứt con mẹ cái điện thoại, tắt cả, thậm chí cắt mẹ internet luôn. Cuộc sống của mình nó vẫn vậy, nó chả thay đổi cả. Mọi người, bạn bè, gia đình xung quanh đối với mình vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vì cái chuyện đấy thực tế là nó chỉ diễn ra ở trên internet thôi, thì mình không đọc những cái bình luận đấy nữa là được. Thật ra thì nghe mình nói nó có vẻ nó cũng nhẹ nhàng và dễ dàng đúng không? Nhưng mà thật sự thì tùy từng người. Mình biết là có những người kiểu bị nhạy cảm mà đọc phải những cái bình luận tiêu cực, họ sẽ bị ám ảnh mấy tuần, thậm chí mấy tháng liền ấy. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là ở trên đời này không ai có thể sống kiểu vừa lòng với tất cả mọi người được. Mà đặc biệt là khi mà các bạn đã xác định làm cái công việc này thì những cái comment tiêu cực và cái toxic, cái đấy các bạn không thể tránh được. Và tất nhiên là mình không thể trách móc bọn IT fan hay là những cái người mà ngọ chửi mình được. Họ có quyền nói, họ có quyền được tự do ngôn luận. Thì cách tốt nhất để xử lý với những cái comment tiêu cực này đó là, thứ nhất là không đọc comment nữa là cái nhất. Và giả sử nếu mà có muốn đọc comment đi nữa, có phải đọc được thì hãy cố gắng chỉ để ý đến những cái comment mà họ kiểu những của những người họ ủng hộ mình, thay vì cứ tập trung vào những cái bình luận không vui. Bởi vì mình để ý có rất là nhiều người kiểu cũng làm YouTuber, cũng là người nổi tiếng, thường thì có những người kiểu fan họ động viên họ, anh ơi video này hay quá, hoặc là tập em ủng hộ anh như thế này, thì rất là hiếm khi thấy họ phản hồi. Nhưng mà một khi có một cái comment tiêu cực nào đó ấy, thì họ phản hồi ngay, kiểu họ phải chửi để họ phải phản hồi cái comment tiêu cực đấy. Họ có thể là họ sẽ thỏa mãn được cái cảm xúc kiểu được trả đũa, kiểu cảm xúc được trả đũa ấy. Có thể là nó thỏa mãn được cái cảm xúc ngay lúc đấy. Nhưng mà trong khi đấy thì những cái comment mà họ, những cái comment tích cực, những cái comment khán giả họ ủng hộ mình thì mình lại không phản hồi họ. Mình nghĩ như thế nó có một cái sự gì đó nó kiểu hơi bị thiếu lịch sự một tí. Cho nên là nếu mà các bạn có thể phản hồi, hồi đáp lại những cái comment ấy, thì các bạn nên hãy hồi đáp lại những cái comment của những khán giả mà họ ủng hộ bạn, chứ đừng phản hồi những cái comment tiêu cực. Đối với những cái comment tiêu cực, những cái bọn độc hại mà nó chửi mình ấy, cách duy nhất tốt nhất là khóa mõm chúng nó lại. Cách giữ động lực những ngày đầu làm YouTube thì động lực để làm YouTube thì nó sẽ có nhiều kiểu. Một là các bạn cảm thấy yêu thích cái công việc này và muốn kiểu trong đầu các bạn có nhiều ý tưởng và các bạn muốn chia sẻ nó đến với nhiều người. Đó là một dạng động lực. Và động lực thứ hai đấy là các bạn muốn trở thành một người nổi tiếng, muốn kiếm thật nhiều tiền từ YouTube. Đấy cũng là một dạng động lực. Nhưng mình nghĩ là để mà có một cái sự nghiệp YouTuber lâu dài ấy, thì mình nghĩ đó là cái động lực đầu tiên. Có nghĩa là các bạn nên tìm ra một trong mình một cái một kiểu dạng, một dạng đam mê ấy. Các bạn cảm thấy phải tìm cách để yêu thích lấy cái công việc này thì các bạn mới có thể biến cái công việc này trở thành một cái gì, công việc gì đó nó dài hạn được. Còn nếu ngay từ ban đầu các bạn đã xác định là cái công việc này nó sẽ là một cái gì đó mình kiểu làm công việc này vì tiền đấy, thì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Và có khi là thường thì những người mà kiểu xác định vì công việc này là vì tiền ấy, thường thì họ sẽ kiểu làm đủ kiểu nội dung để câu view bất chấp để kiếm tiền. Cái đó là cái cách mà mình không bao giờ khuyến khích. Các bạn phải hiểu là những cái mình biết có những kiểu những YouTuber, những đồng nghiệp giống với mình, họ có những người họ mất vài năm họ bắt đầu mới có khán giả, xong rồi vài năm tiếp theo họ mới đủ điều kiện để bật kiếm tiền.
Và vài năm tiếp theo họ mới thực sự nhận được những cái đồng tiền đầu tiên từ YouTube gửi về. Và thậm chí vài năm tiếp theo nữa họ mới có thể trở nên giàu có với cái công việc này. Cho nên là cái công việc này nó để mà thành công được thì nó cũng khá là lâu và nó cũng khá là vất vả. Và nếu mà khi mà các bạn muốn đã nghiêm túc bước chân vào công việc này thì các bạn nên đặt ra một cái mục tiêu, đó là một cái mục tiêu dài hạn. Chứ đừng vì thấy bằng kiểu cái thằng này hay là thằng kia làm YouTube nó giàu cho nên mình cũng phải bắt chước mình làm theo. Và thấy mình không giàu như vậy mình bỏ. Mình nói thật, cái tư duy như vậy thường thì không chỉ là YouTube đâu, mà các bạn làm cái gì các bạn cũng sẽ thất bại thôi. Thì nên làm cái gì làm, nên đặt cái tâm huyết của mình vào trong cái công việc đấy thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn. Và cuối cùng là những điều cần lưu ý là gì. Những điều cần lưu ý thì có rất nhiều điều cần lưu ý, thì mình sẽ liệt kê ra lần lượt từng điều cần lưu ý cho các bạn nhé. Thì việc cần lưu ý đầu tiên đó là về việc mua bán kênh YouTube. Thì thường thì để mà có đủ điều kiện bật kiếm tiền thì YouTube đó là có 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem. Thì mình biết đó là một cái khoảng thời gian khá là vất vả và chông gai. Thì thông thường những cái người mới làm ấy, họ thường kiểu bị sốt ruột quá ấy. Họ muốn thật đạt cái đủ điều kiện bật kiếm tiền thật nhanh thì họ sẽ tìm cách đó là đi lên trên một số cái hội nhóm mua bán kênh YouTube ở trên Facebook chẳng hạn. Họ sẽ mua lại những cái kênh mà đã đủ điều kiện bật kiếm tiền. Đây là một cái cách mà nói chung là mình hoàn toàn không khuyến khích các bạn làm. Tại vì thường thì cá nhân mình thì mình xây dựng kênh YouTube này, toàn bộ mấy kênh YouTube mà mình đang sở hữu đây thì đều do một tay mình tự sáng tạo và tự gây dựng nên, mà mình không hề đi mua. Cho nên là mình cũng không biết cái phương thức giao dịch giữa cái người chủ kênh YouTube khi mà bán cho người khác họ sẽ như thế nào. Nhưng mà cá nhân mình đọc được có rất nhiều các vụ phốt ở trên những cái kiểu trang mua bán kênh như vậy. Thì thường thì những cái vụ phốt kiểu phổ biến nhất đó là họ, những cái người mua ấy, họ mua phải những cái kênh mà gọi là trước đó đã bị từng dính gậy bản quyền và dính gậy tiêu chuẩn cộng đồng. Có nghĩa là cái thằng nó bán kênh cho các bạn ấy, nó đi, nó tạo ra cái kênh YouTube đấy, xong rồi nó ăn cắp video, nó re-up video của người khác, nó đăng lại. Cho đến khi mà nó kiếm được đủ cái số người đăng ký rồi thì nó bắt đầu xóa những cái video đấy đi. Thì kể cả là cái kênh đấy nó đã từng xóa cái video vi phạm bản quyền đi thì cái gậy bản quyền đấy nó vẫn còn nguyên ở trên kênh. Thì cái kênh YouTube mà bạn mua ấy, nó rất có khả năng sẽ bị YouTube tắt kiếm tiền trong tương lai. Thì đó là những một trong những sự việc nó xảy ra rất là phổ biến. Còn chưa kể những cái việc bên lề như là lừa đảo, kiểu lấy lại mật khẩu hay là như thế nào. Nói chung lừa đảo nó rất là phức tạp và rất là nhiều. Và đặc biệt là những người mà đang có ý định trở thành một YouTuber, là những người mới chưa hề có kinh nghiệm đúng không? Thì cái việc mà đi mua kênh YouTube đó là việc cực kỳ không nên làm, và mình không khuyến khích mọi người làm việc đấy. Cái thời gian đầu ấy, để làm được video đăng tải lên kiếm khán giả và để đạt được cái mức gọi là được YouTube xét duyệt kiếm tiền, mình biết là nó rất là vất vả và nó có thể là nó sẽ lâu. Nhưng mà chắc chắn là cái quãng thời gian đấy bạn cũng có thể gặt hái được một vài cái kinh nghiệm để sản xuất video. Và mình nghĩ là như vậy nó sẽ an toàn hơn. Nếu mà bạn đã xác định làm một cái công việc này về lâu dài ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên không nên đi mua kênh và hãy cố gắng tự sản xuất nội dung, tự kiếm sub, tự kiếm view. Thì nó sẽ, cái kênh của bạn nó sẽ an toàn hơn trong tương lai. Và cái thứ hai đó là việc mua like và mua view. Cái dịch vụ, như là mình vừa nói nha, cái việc mua kênh nó chỉ là mua kênh, nó khác với việc mua view và mua like nhá. Thì có thể là kênh của bạn lập ra, video của bạn cũng do chính bạn tự sáng tạo nên, nhưng mà kiểu video của bạn kiểu đăng lên nhưng mà chả thấy có người xem gì cả, trông kiểu video cái kênh trông nó nghèo nàn đúng không? Thì các bạn, nhiều người sẽ có cái hình thức đấy là đi mua view. Cái này thì mình không biết là có vi phạm luật gì của YouTube hay không, nhưng mà mình nghĩ cái việc đấy nó, cái việc mua view bây giờ ấy, nó trở nên vô ích vãi đái. Tại vì các bạn biết rồi, bây giờ cái hệ thống của YouTube nó rất thông minh, nó có thể nhận biết được những cái lượt view nào là lượt view thật và lượt view nào là lượt view ảo. Ví dụ nhá, khi mà bạn xem bằng một cái mạng wifi chẳng hạn, thì thường thì một mạng wifi nó sẽ có một cái IP đúng không? Ví dụ như là bạn dùng một cái địa chỉ IP để bạn xem một cái video đó đến 5 lần, thì cái hệ thống thông minh của YouTube ấy, nó sẽ tự động trừ đi 4, trong 5 lượt view đấy nó sẽ tự động trừ đi 4 lượt view, và nó chỉ lấy một lượt view duy nhất từ một cái IP thôi.
đó là nó rất thông minh, cho nên là này, cái việc mà các bạn sử dụng những cái tool, những cái phần mềm để gọi là chạy kiếm view ấy, chạy đi làm gì cả. Tại vì kiểu gì YouTube nó cũng xóa hết đi thôi. Cho nên là việc mua like nó là một việc hoàn toàn vô ích và tốn tiền. Việc video tiếp theo đó là việc sử dụng nhạc bản quyền. Bản quyền nhạc nhạc cái này nó rất là cái này nó phải nói là cực kỳ quan trọng đấy nhá. Tại vì thường thì đây là một cái vấn đề mà những cái người mới thường họ ít khi để ý. Nói chung là nhà nói về nhạc thì nó có nhiều dạng, có rất là nhiều dạng kiểu nhà sáng tạo, nhà nhạc sĩ ấy, họ cho phép bạn sử dụng nhạc của bạn của họ trong cái video của bạn, nhưng mà bạn sẽ phải và bạn được phép kiếm tiền từ cái video đấy, nhưng mà bạn sẽ phải ghi ra một ghi ghi cái tên của họ ra, cái người sáng tác bản nhạc đấy ở bên dưới cái phần mô tả của video. Đó là một dạng. Dạng thứ hai đó là nhạc sĩ hay là cái hãng đĩa cho phép bạn sử dụng nhạc của họ sáng tạo ra trong video của bạn, nhưng mọi doanh thu mà bạn kiếm được từ cái video đấy sẽ là của họ và bạn sẽ không nhận được bất kỳ cái gì khác ngoài việc được phép sử dụng nhạc của họ, chỉ vậy thôi. Những cái bài hát mà mình từng từng hát cover trên kênh Thành Phạm Music này thì thường là bên nhạc ở bên phương Tây họ cho phép mình sử dụng nhạc của người ta, tuy nhiên thì những cái doanh thu về quảng cáo hay là những gì thì là bên hãng đĩa sở hữu cái bài hát đấy họ sẽ được hưởng, mình không được gì. Thì mình cũng chả cần, tại vì cái kênh music này mình hát cho vui, mình cần gì tiền, đúng không? Cái trường hợp thứ ba đó là cái nhạc sĩ sáng tác ra bài hát đấy, họ không cho phép bất kỳ một ai được sử dụng trái phép bản quyền từ cái sáng tác của họ. Nếu mà bạn cố tình, họ hoàn toàn có thể gửi một cái giấy thông báo cho YouTube, kiểu thông báo bản quyền cho YouTube, đó là thằng này đang sử dụng nhạc của tôi, phiền YouTube xử lý dùm, là YouTube sẽ gửi cho bạn một cái gậy, một cái thông báo về việc sử dụng trái phép bản quyền nhạc, và vì cái video mà bạn sử dụng nhạc của người ta đó sẽ bị gỡ xuống và kênh YouTube của bạn sẽ có tiền sử là đã từng nhận một gậy bản quyền. Thì là cái trường hợp thứ ba, nó chính là cái trường hợp gọi là xấu nhất. Cho nên là khi mà các bạn tìm nhạc để lồng vào video ấy, thì tìm nguồn cho nó thật kỹ và uy tín. Thông thường thì mình sẽ khuyến khích các bạn hãy sử dụng cái kho nhạc riêng của YouTube, họ cấp riêng cho những nhà sáng tạo nội dung. Thì là cái đấy gọi, người ta gọi là cái trang đấy là cái trang gì nhỉ, YouTube Music Library. Nhạc ở đấy cực kỳ nhiều và các bạn có thể lọc ra tùy từng các thể loại mà các bạn thích, thì các bạn nên sử dụng nhạc ở trên đấy thì nó sẽ an toàn hơn. Còn những cái nhạc mà kiểu lấy từ những cái nguồn không rõ ràng ấy, SoundCloud hay là những cái trang kiểu lạ lạ ấy, đừng có lấy, tại vì bạn có khả năng sẽ bị ăn gậy bản quyền đấy. Về lưu ý tiếp theo đó là về việc re-up video của người khác. Cái này thì mình nói ở ban đầu rồi. Thì nói chung là việc re-up video của người khác thì có thể khiến bạn sẽ bị bay kênh ấy. Khi mà bạn re-up video của người khác ấy, thì cái chủ của video ấy, YouTube nó sẽ tự động nó gửi cái thông báo về cho cái người chủ của video luôn. Đấy là vừa phát hiện ra một nội dung có trùng bản, một có trùng với bản quyền với bạn, với cái người chủ video. Thì khi mà người chủ video họ yêu cầu là bạn gỡ video ấy, thì bạn sẽ ngay lập tức nhận được một cái gậy cảnh báo, đó là bạn vừa vi phạm bản quyền. Thì lần một thì cảnh cáo, lần một, lần hai nó sẽ cảnh cáo, lần thứ ba là bay kênh luôn. Về vấn đề gọi là vấn đề tiếp theo đó là vấn đề vàng tiền. Vấn đề này là cực kỳ nhức nhối này. Và cái này ấy, khi mà bạn làm video và đã khi mà cái công việc làm YouTube của bạn nó đã trở thành một cái công việc gọi là nghiêm túc rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo vàng tiền này một cách cực kỳ thường xuyên luôn. Ở cái kinh nghiệm của mình đi, thì cái hồi ban đầu mà mình bắt đầu chuyển sang làm cái nội dung về lịch sử chẳng hạn, thì thường thì lịch sử là phải nói đến chiến tranh đúng không? Và chiến tranh là sẽ phải có những cái hình ảnh về những cái tòa nhà, gọi là tòa nhà đổ nát, hoặc là những cái hình ảnh mà chiến binh họ đánh nhau máu me ấy, thì thường là mình hay lồng vào. Thì luật của YouTube nó sẽ cho rằng đấy là những cái hình ảnh đấy nó không phù hợp để cho những cái quảng cáo của các nhãn hàng được hiển thị lên. Thành ra là họ sẽ bật hạn chế hình màu vàng này, là họ sẽ hạn chế quảng cáo. Có nghĩa là những cái nhãn hàng quảng cáo nó gọi là hạn chế quảng cáo, chứ còn thật ra là sẽ không có bất kỳ một cái quảng cáo nào sẽ hiện lên ở trong video đấy luôn. Thành ra là cái video của bạn đấy của bạn sẽ không kiếm được bất kỳ một xu nào từ quảng cáo. Thì cái vấn đề vàng tiền này nó liên quan đến cái việc cái chính sách quảng cáo của YouTube. Thường thì cái chính sách này nó thay đổi liên tục, cho nên là các bạn cũng cần phải đọc những cái chính sách quảng cáo này một cách thường xuyên để cập nhật và điều chỉnh lại các nội dung sao cho nó phù hợp với cái chính sách quảng cáo của họ. Mà mình nói thật là đôi khi là các bạn sẽ bị tắt kiếm tiền một cách cực kỳ oan uổng mà không biết vì làm sao. Bởi vì mình đã bị rất nhiều lần rồi.
sao nhỉ, khi mà nhận được một cái thông báo về việc bị hạn chế quảng cáo ấy thì các bạn có thể gửi một cái yêu cầu xem xét lại. YouTube họ có nguyên một đội ngũ là chuyên để xét duyệt nội dung, thì họ sẽ khi mà nhận được cái yêu cầu xem xét nội dung của bạn, họ sẽ xem xét lại toàn bộ cái nội dung đó, xem cái việc xem xét lại xem cái việc mà đưa ra cái hạn chế quảng cáo đối với kênh của bạn nó có hợp lý hay không. Nếu mà hợp lý thì họ sẽ bật lại quảng cáo trên kênh của bạn, còn nếu mà không thì họ sẽ bị bằng tiền mãi mãi luôn. Nhưng mà thông thường thì cái khả năng mà được đội ngũ xét duyệt đấy bật kiếm tiền trở lại cho nó rất khó, gần như là bằng không luôn. Và thường thì họ đưa ra một cái lý do nó kiểu nó rất là chung chung và nó không rõ ràng ấy, và đôi khi nó mang tính gọi là kiểu nó hơi bị ảo. Mình nhớ duy nhất có một lần mình bị tắt kiếm tiền ở cái video kiểu Columbus phiêu lưu ký. Mình nhận được một cái phản hồi là video của bạn bị hạn chế kiếm tiền vì trong video đấy có cảnh thảo luận về tình dục. Lúc mình nhận được cái kiểu thông báo đấy mình kiểu đéo gì vậy, mà bạn nào xem cái video đấy rồi mình không thể hiểu được là mình đã đoạn nào là mình đã thảo luận về tình dục, mình thực sự không hiểu luôn. Nhưng mà bây giờ họ đã xem xét và họ đã đánh quyết định với cái video đấy của rồi của mình, họ cũng không thể thay đổi được nữa, thì chỉ còn cách duy nhất đấy là mình xóa đi, xóa cái video đấy đi rồi đăng lại. Và rồi khi mình đăng lại cái video đấy thì họ lại xem xét lại, đó là video đấy nó không hề có vấn đề gì, mà trong khi đó cái video trước đó mình bị hạn chế kiếm tiền và video sau đó đăng lại nó y hệt nhau đó. Cái video Columbus phiêu lưu ký các bạn có thể xem lại đó. Cho nên là có những cái chuyện, có những cái vấn đề nó cũng rất là khó nói. Cách giải quyết hay nhất trong trường hợp mà các bạn bị phạt tiền là các bạn có thể xử lý giống như mình, đó là các bạn có thể xóa video đi, chỉnh sửa lại một số đoạn mà các bạn cho là nó có vấn đề rồi đăng lại, hơi mất công một tí. Ok, một cái vấn đề tiếp theo đó là về việc nhận những cái công việc quảng hay là nhận những cái đơn hàng hợp đồng quảng cáo từ bên ngoài. Mình biết là khi mà bạn đã có một số một cái tầm ảnh hưởng nhất định ở trên YouTube rồi thì cái việc mà bạn nhận được một số hợp đồng kiểu quảng cáo cho nhãn hàng hay là những cái job ngoài nó là việc hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn hãy lưu ý rằng này, đôi khi có những cái trường hợp mà những cái bọn kiểu hacker ấy, nó gửi email đến cho bạn nhờ bạn quảng cáo cho một cái game hay là một cái ứng dụng nào đó. Và thường thì bọn hacker đấy nó sẽ tìm cách, nó sẽ gửi cho bạn một cái link của nó chứa mã độc, chứa virus, hoặc là bảo bạn đi cài một cái phần mềm nào đó do họ phát triển cho bạn dùng thử, để bạn nếu bạn cảm thấy là cái phần mềm của họ tốt thì bạn có thể quảng cáo giúp họ. Nhưng trên thực tế mà cái phần mềm mà nó gửi cho bạn nó là cái phần mềm nó chứa virus, và khi mà một khi bạn cài cái phần mềm đấy vào là virus nó sẽ lập tức chiếm quyền sở hữu cái máy tính của bạn, và những cái dữ liệu, những cái mật khẩu mà bạn đã nhập vào trong cái máy tính ấy nó sẽ gửi hết toàn bộ dữ liệu đấy về trên cả máy của thằng hacker, và hacker lúc đấy nó sẽ có quyền kiểm soát cái kênh YouTube của bạn. Cái việc này thì các bạn có thể thấy rất là nhiều trường hợp rồi đúng không? Thì có những cái kênh YouTube ở Việt Nam rất lớn đã từng bị hack, và tự nhiên đang đang yên đang lành tự nhiên thành cái kênh ấy nó trở thành cái kênh livestream về Bitcoin đó. Thì đó là một trong những cái cách mà bị hack kênh phổ biến nhất mà mình có thể, còn nhiều cách bị hack nữa nhưng mà mình không biết. Nhưng mà đấy, thông thường thì những cái kênh mà từng bị hack là nó có một cái phương thức chung là kiểu như vậy. Cho nên là khi mà nhận job, nhận nhận công việc ấy, nhận email hay là quảng cáo cho ai đấy thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về cái đối phương đấy một chút. Mà nếu mà cảm thấy là nó có không ổn, có gì đó không ổn thì các bạn nên từ chối ngay từ đầu. Cá nhân mình thì mình có rất nhiều các đơn vị mà đã từng kiểu liên hệ cho mình để hợp tác kinh doanh rồi ở quảng cáo một cái gì đó, nhưng cá nhân mình thì mình quá bận và mình cũng không thích cái việc đi quảng cáo, tại vì mình nghĩ là khán giả trên kênh của mình họ không thích việc mình đi quảng cáo quá nhiều, cho nên là mình không cũng không cần phải lo về việc bị hack kênh. Vấn đề tiếp theo đó là vấn đề vào tham gia network. Network là gì? Network đại loại nó là một cái mạng lưới, một tổ chức chuyên đi bảo kê cho các kênh YouTube. Ví dụ như là bạn làm nội dung về âm nhạc chẳng hạn thì bạn sẽ cần phải có một đơn vị gọi là bảo kê và đăng ký bản quyền thay cho các bạn. Đăng ký bản quyền các bản nhạc các bạn sáng tác ra thay cho các bạn, thì những cái người mà kiểu làm nội dung về âm nhạc hay là cần kiểu bản quyền kiểu nó gắt gắt một tí ấy thì mình khuyên các bạn nên vào network, thì các bạn sẽ có
một đơn vị bảo kê. Còn thông thường thì network họ sẽ yêu cầu là các bạn sẽ phải chia cho họ 30 trên một 30% doanh thu. Cá nhân mình thì kênh của mình hoạt động đến nay là cũng 3 năm rồi. Mình và nhà của mình thì mình cũng lấy toàn từ những cái nguồn chính thống như YouTube Library, hay là nếu mà bạn nào mà làm kiểu hay làm về âm nhạc này, hay là những cái gì nó liên quan đến kiểu bản quyền hình ảnh ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên tham gia network thì nó sẽ an toàn cho kênh của bạn hơn. Và cái vấn đề tiếp theo đó là mình muốn nói tiếp theo đó là vấn đề về việc đóng thuế. Cái này cực kỳ quan trọng nha, cái này phải nói là cực kỳ quan trọng và mình phải đưa lên là ngay là cái mục đầu tiên mà các bạn cần lưu ý. Tại vì sao nó lại quan trọng? Tại vì khi mà các bạn đã xây dựng được một cái, bạn đã có một số lượng khán giả nhất định và có được một cái thu nhập đều đặn từ YouTube rồi, thì đúng một cái cục thuế gửi giấy triệu tập đến bạn, thì lúc đấy nó sẽ nổ ra một cái tin đồn đó là thằng này YouTuber nổi tiếng trốn thuế bao nhiêu năm rồi, các mấy phút gọi là phốt trốn thuế. Đến lúc đấy thì mọi chuyện nó rất là phức tạp. Và không, nó không chỉ còn đơn giản là các bạn đóng đủ số thuế mà các bạn đã nợ là xong đâu, mà nó sẽ còn kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Ở khán giả họ sẽ quay lưng với các bạn, nó sẽ trở thành một cái phốt trong suốt cái sự nghiệp còn lại trong cuộc đời của bạn. Và tất nhiên nó chẳng hay ho gì cả. Mình thì cá nhân mình thì lúc đầu là mình không biết có chuyện là mình YouTube là phải đóng thuế đâu. Nhưng mà cho đến một hôm mình vô tình đọc được một bài báo viết là một kênh YouTube hình như là có đến gần 1 triệu sub làm YouTube hình như là mấy năm không đóng thuế ấy. Thì mình mới giật mình ra, may mà lúc đấy cái kênh mình nó vẫn còn nhỏ và thu nhập của mình nó cũng vẫn còn chưa nhiều. Thì mình mới điện thoại nhắn tin hỏi cho một anh đồng nghiệp, anh này cũng khá nổi tiếng, bạn nào trong giới vẽ thì có khi là cũng biết anh này đấy. Anh cũng khá nổi nhưng mà mình cũng sẽ không tiết lộ cho các bạn biết là tên của anh ấy là DB Trương đâu. Thì khi mà mình hỏi thì anh ấy cũng đã hướng dẫn cho mình khá là kỹ các bước để đi đăng ký thuế. Thì bạn nào mà đã có kiểu thu nhập từ YouTube ấy, dù nhiều hay dù ít, thì các bạn hãy đến ngay cái cục thuế ở cái khu vực địa phương của các bạn, đến khai báo xem là anh ơi chị ơi, em đang làm cái công việc này, em bắt đầu có thu nhập thì em muốn đăng ký thuế. Rồi nhân viên ở cục thuế họ hướng dẫn cho các bạn đăng ký như thế nào, rồi như thế nào đấy. Thì thật ra thì đối với mình những cái lần đầu tiên đi đăng ký thuế nó cũng hơi vất vả, tại vì nó có rất nhiều thủ tục rắc rối. Nhưng mà sau khi đăng ký xong rồi thì hàng tháng bạn có thu nhập, bạn lên mạng khai thuế rồi đóng thuế cho người ta, vậy là xong. Bởi vì thực ra ở Việt Nam tiền thuế nó cũng không nhiều, hình như là nó rơi vào tầm khoảng 7% ấy. Có nghĩa là các bạn một tháng mà các bạn kiếm 100 triệu thì các bạn chỉ cần phải đóng 7 triệu tiền thuế thôi. Khá là nhẹ mà đúng không? Thế là rất là ít rồi đấy, tại vì những người YouTuber phương Tây mà mình hay theo dõi ấy, người Mỹ hay là người Anh, người phương Tây mình theo dõi ấy, thường số thuế họ phải đóng là rất nhiều. Và không những họ phải đóng thuế cho chính phủ mà họ còn phải đóng thuế cho chính YouTube nữa cơ. Và cái thuế hoa hồng của YouTube nó cũng phải lấy đâu. Cho nên là đối với những người sáng tạo nội dung đang sống ở Việt Nam như mình thì Việt Nam nó chính là một thiên đường đấy nhá. Cho nên là làm việc thì kiếm tiền như đóng thuế đầy đủ. Và việc cuối cùng mà các bạn cần lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy cố gắng xây dựng một cái hình ảnh nó thật là tích cực. Nó phải thật tích cực, tại vì chỉ có những cái tích cực nó mới có thể đi được đường dài. Mình biết có rất là nhiều người kiểu có thể vì họ muốn làm cho mình nổi tiếng thật nhanh hoặc là làm cho mình khác biệt thì họ sẽ làm những cái kiểu trông nó hơi phản cảm một tí. Nhưng mà mình chỉ muốn nói thế này, đó là khi mà các bạn sáng tạo ra một cái nội dung, các bạn xây dựng ra một cái hình ảnh cá nhân của các bạn nó theo một cái hướng nào đấy, thì thường thì các bạn sẽ phải để ý xem cái thái độ của công chúng nó sẽ ra làm sao. Ví dụ như là bạn sáng tạo ra một dạng nội dung, nếu mà có 10 người họ xem nội dung của bạn thì có 5 người chửi, 5 người khen, thì mình nên cân nhắc làm sao để mình sửa đổi lại cho làm sao từ 5 người chửi, 5 người khen thành là 7 người khen, 3 người chửi thôi. Chứ còn nếu mà cái dạng kiểu nội dung mà có 10 người thì hết 9, 8, 9 người người ta chửi, thì mình nghĩ là đến lúc đấy thì các bạn phải nên xem lại và sửa đổi lại cái hướng nội dung sao cho nó tích cực để nó phù hợp với cái thị hiếu của cái công chúng hơn và nó ít gây ra những cái hiệu ứng tiêu cực. Và tất nhiên là cái việc nổi tiếng nó tích cực hay tiêu cực thì nó còn tùy theo sở thích của mỗi người. Theo mình nghĩ thì các bạn nên là chính mình và các bạn nên cảm thấy làm những cái điều gì mà
và không gây hại cho xã hội, không gây hại cho bất kỳ ai, thì các bạn cứ việc làm. Còn nếu mà các bạn đã biết cái việc đấy nó là không tốt rồi, nó là tiêu cực rồi mà các bạn vẫn cố tình làm, thì nói thật là cái sự nghiệp của bạn nó sẽ không kéo dài lâu, mình nói thật. Cho nên là, và đôi khi là những cái việc đấy không phải nó chỉ xảy ra ở trên mạng đâu, mà nó còn diễn ra ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của các bạn, và đôi khi nó sẽ khiến các bạn gặp rắc rối nữa đó. Cho nên là việc định hướng theo cái hình ảnh của mình như thế nào ở ban đầu nó rất là quan trọng. Ví dụ như là mình biết là khi mà mình thông báo là mình sẽ có một cái buổi làm nội dung để chia sẻ về cách kinh nghiệm làm YouTube, thì có rất là nhiều bạn đang có kiểu mong chờ cái thằng này nó sẽ lại xuất hiện, đúng không? Các bạn nên nhớ cái thằng này là cái thằng cách đây 3 năm rồi, và nó không còn giống như bây giờ nữa. Cho nên là mình cũng không thể truyền tải nội dung theo một cách tiêu cực như vậy. Hồi đấy đối với mình thì là nó vui đấy, nhưng bây giờ thì không vui nữa. Cá nhân mình bây giờ thì mình cảm thấy mình khác với ngày xưa rất nhiều. Tại vì ngày xưa nói thật là cái thời điểm mà mình ra cái video như thế này, những cái video như thế này này, hồi đấy là khán giả của mình hãng còn ít, và đa phần là họ cũng là những người có cùng tầm tuổi với mình, thì mình nói chuyện kiểu đấy không sao. Nhưng mà gần đây thì tên tuổi của mình có vẻ là cũng được nhiều người biết đến hơn, thì mình cũng biết là có rất là nhiều trẻ con, bọn trẻ con nó xem được, thì từng lời nói, từng cái hành động của mình nó sẽ có thể là sẽ khiến tác động đến bọn trẻ con, và có thể nó sẽ học theo. Mà trẻ con thì các bạn biết rồi, nó học theo cái tốt thì nó học chậm, nhưng mà nó những cái xấu nó học cực kỳ nhanh. Thì mình cũng biết được cái việc đấy, và mình cố gắng sửa chữa lại cái hình ảnh làm sao cho nó tích cực hơn. Đó, thì tích cực thì nó luôn luôn là tốt hơn tiêu cực. Và nếu mà các bạn đã xác định đi đường dài với một cái công việc gọi là sáng tạo nội dung, thì nên đi theo hướng tích cực. Ok, những điều mà mình muốn nói thì cũng chỉ có vậy thôi. Thì để cho đến ngày hôm nay mình có được cái nút vàng, được khắc tên Thành Phạm ở trên này 1 triệu subscribe, nó là một hành trình rất dài, và mình sẽ không bao giờ có được cái ngày hôm nay nếu như là không có được sự ủng hộ của mọi người. Thì đến cuối video thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người, và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.